tám phẩm địa ngục. Khi ấy xá lợi từ bạch Phật, bạch Thế Tôn tùy hỷ hồi hướng không điền đảo như thế là đều do nhờ uy lực của bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu. Phật bảo xá lợi từ, đúng vậy, đúng vậy, xá lợi từ bạch Phật. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế, thường chiếu sáng nên kính lễ, các pháp thế gian chẳng thể làm dơ bẩn được có thể trừ tối tâm, có thể phát ánh sáng, có thể cho lợi ích an vui, có thể làm dẫn đầu, làm mắt sáng cho những người mù, làm đèn đuốc sáng cho những người đi trong tối tâm, dẫn dắt kẻ lạc đường đi vào con đường chính, chỉ rõ tánh của pháp chính là trí chí nhất thiết. Chỉ rõ tất cả pháp không sanh không diệt là mẹ của các đại Bồ Tát Có thể làm cho chư Phật vận chuyển bánh xe pháp vô thượng Đủ ba phen 12 hành tướng làm chỗ nương tựa cho người không nơi nương tựa, dứt trừ tất cả khổ não sanh tử, mở bài chỉ dạy, các pháp vô tánh là tánh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm cách nào để trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật bảo giá lợi tử, các đại Bồ Tát nên trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như Phật trụ, nên kính thờ bát nhã ba la mật đa như kính thờ chư Phật Thế Tôn bấy giờ trời đế thích nghĩ, này xá lợi tử, do nhân duyên nào thưa hỏi Phật việc ấy? Nghĩ xong hỏi xá lợi tử, do nhân duyên nào mà tôn giả hỏi như thế? xá lợi tử đáp, trước đây Phật Thế Tôn nói với các Bồ Tát, vì sự hộ trì của bát nhã và làm mật đa sâu xa, nên sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng tương ứng phước nghiệp sự, màu có thể chứng đắc trí nhất thiết trí hơn là thiện căn tương ứng có được do sự tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã của bồ tát nên tôi thưa hỏi như thế kiểu thi ca như hoặc trăm hoặc ngàn những kẻ mù bẩm sinh kẻ không có mắt sáng để làm phương tiện dẫn dắt thì gần còn không thể đi vào con đường chính cũng là có thể đến được thành lớn giàu sang ở xa như vậy, năm ba la mật đa trước là các chúng mù là bẩm sinh. Nếu không có mắt sáng của bát nhã ba la mật đa dẫn dắt, thì con đường tránh của Bồ Tát còn chẳng thể tới được, vốn là có thể vào được thành chỉ nhất thiết. kiều thi ca, bố thí vân vân năm ba la mật đa, cần phải nhờ bát nhã ba la mật đa hộ trì mới được gọi là có mắt. Lại do được bát nhã ba la mật đa hộ trì nên mới gọi là đến bờ kia. Khi ấy, xá lợi từ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm sao phát sanh bát nhã ba la mật đa? Phật bảo xá lợi tử, nếu các Bồ Tát không phát sanh sắc thọ tưởng hành thức, cũng không thấy sắc thọ tưởng hành thức thì là phát sanh bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát phát sanh bát nhã ba la mật đa thì thành tựu được pháp nào? Phật bảo xá lợi tử nếu các Bồ Tát phát sanh bát nhã và làm mật đà, thì đối với tất cả Pháp hoàn toàn không thành tựu, vì không thành tựu, nên gọi là bát nhã và làm mật đà. Khi ấy, trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn bát nhã và làm mật đa như thế nào, chẳng thể thành tựu chính nhất thiết trí. Phật dạy, này kiều thi ca, bát nhã và làm mật đa như thế, cũng chẳng thể thành tựu chính nhất thiết trí. Vì sao? Kiều thi ca, vì như có sở đắc, có danh tướng, có tạo lập, thì chẳng thể thành vậy. Khi ấy trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu vậy thì làm sao nói bát nhã ba la mật đa thành tựu trí nhất thiết trí? Phật dạy, này kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa như thế đối với sự phát sanh trí nhất thiết trí không có sự thành tựu nên gọi là thành tựu. Trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật lạ thay, bát nhã bà La mật đa như thế không làm cho tất cả pháp sanh diệt, không làm cho tất cả pháp thành tựu, hư hoại nên hiện ra ở thế gian để làm việc lợi ích cho thế gian. Thiện hiện Bạch Phật Bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát phát sanh tưởng như thế thì bỏ xa bát nhã Ba La mật đa sâu xa. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, lại có nhân duyên bỏ xa bát nhã ba-la mật đa, nghĩa là sanh tưởng thế này. Bát nhã ba-la mật đa sâu xa, không không sở hữu, tức là bỏ xa bát nhã ba-la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì bát nhã ba-la mật đa của Bồ Tát chẳng phải có, chẳng phải không, không có sự phân biệt. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết bát nhã ba-la mật đa là để hiện bày pháp nào? Phật bảo thiện hiện, tà thuyết ban nhã bà làm mật đa, không vì hiền bày sắc, cũng không vì hiền bày thọ tưởng hành thức, không vì hiền bày quả dự lưu, cũng không vì hiền bày quả nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, độc sắc vô đà. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, ban nhã bà làm mật đa sâu xa chính là ba la mật đa rộng lớn. Phật bảo thiện hiện, do nhân duyên nào ông nói bát nhã ba la mật đa chính là ba la mật đa rộng lớn. Thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn vì bát nhã và làm mật đa sâu xa đối với sắc không làm lớn, không làm nhỏ, không làm tụ, không làm tán. Đối với thọ tưởng hành thức, không làm lớn, không làm nhỏ, không làm tụ, không làm tán. Đối với mười lực của Phật, không làm mạnh, không làm yếu. Đối với trí nhất thiết, không làm rộng, không làm hẹp. Các Bồ Tát nào phát sanh tưởng như thế thì chẳng phải hành bát nhã ba làm mật đa. Vì sao? Vì các tưởng như thế chẳng phải là quả đẳng lưu của bát nhã ba làm mật đa sâu xa vậy. Bát nhã bà làm mật đa sâu xa nếu phát sanh tưởng như thế, thì còn sẽ độ thoát vô số hữu tình nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Như thế gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải có sở đắc là có thể có sự thành tựu. Vì sao Bạch Thế Tôn vì hữu tình không sanh nên biết bát nhã bà làm mật đa cũng không sanh? Vì hữu tình không tự tánh, xa lìa, không thể nghĩ bàn, không hoại diệt, không giác chi, nên biết bát nhã bà làm mật đa cũng không tự tánh, nói đủ, cho đến cũng không giác chi bạch thế tôn vì năng lực hữu tình chứa nhóm nên biết năng lực như lai cũng chứa nhóm xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu các bồ tát có thể tìm hiểu ban nhã và làm bật đa sâu xa không nghi không ngờ cũng chẳng mê lầm thì các bồ tát này từ chỗ nào sanh đến đây chứa nhóm hạnh bao lâu để đối với pháp nghĩa sâu xa có thể hiểu rõ phật dạy xá lợi tử các Bồ Tát này từ phương Pháp đã phụng thờ Pháp của chư Phật từ trong Pháp hội đó sinh đến nơi này. Xá lợi tử, các Bồ Tát này đã gần gũi nhiều chư Phật Thế Tôn, trong đó từng nghe nghĩa Pháp sâu xa, rồi trải qua vô lượng vô số hút đại kiếp, tu tập trăm ngàn hạnh khổ khó làm, nương đại nguyện lực sanh đến cõi này. Đối với bát nhã bà làm mật đa sâu xa, hoặc thấy hoặc nghe, hết sức vui mừng và nghĩ Ta được thấy Phật, được nghe Phật giảng dạy, do nhân duyên này cung kính tìm nhận. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã, bà làm mật đa sâu xa, có thể thấy nghe được ư, ừ, Phật dạy, chẳng phải vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát nào thường xuyên năng tu học bát nhã, bà làm mật đa sâu xa, thì các Bồ Tát ấy chứa nhóm hành bao lâu? Phật dạy thiện hiện. Điều này cần nên phân biệt. Có các Bồ Tát từ khi mới phát tâm gặp được bạn lành chân thật, phương tiện giúp đỡ thì có thể tu học bát nhã, ba la mật đa sâu xa, có thể tin hiểu pháp môn sâu xa. Còn các Bồ Tát mặc dù từng gặp nhiều trăm ngàn Phật ở chỗ chư Phật siêng tu phạm hạnh, nhưng có sở đắc làm phương tiện nên chẳng thể tu học bát nhã, ba la mật đa sâu xa được. Nghe thuyết bát nhã, ba la mật đa chẳng sinh tin hiểu, tiền bỏ đi. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này ở chỗ Phật quá khứ, nghe thuyết bát nhã, bà làm mật đa, không có tâm, kính, tin, bỏ chúng mà đi. Nên này, nghe thuyết bát nhã, bà làm mật đa, có tâm, kính, tin, lại bỏ đi nữa. Người đó đối với bát nhã, bà làm mật đa, hoặc thân, hoặc tâm đều không hòa hợp, vì không hòa hợp nên tăng trưởng tạo tác chiều cảm nghiệp xấu. Do nghiệp này, nên nghe bát nhã, bà làm mật đa sâu xa, hủy bán, nhàm chán xa bỏ. Hiện, hiện nên biết các Bồ Tát nào hủy bán nhàm chán xà bò bát nhã ba làm mật đa sâu xa thì nên biết đó chính là hủy bán nhàm chán xà bò trí nhất thiết trí. nếu người nào hủy bán nhàm chán xà bò trí nhất thiết trí chí, thì chính là hủy bán nhàm chán xà bò chư Phật ba đời do nhân duyên này tăng trưởng tạo tác tội hại tránh pháp do tội này nên phải trải qua nhiều đời chịu các khổ rất nặng nghĩa là người đó tạo tội rất nặng nên nhiều trăm ngàn năm đọa địa ngục lớn cõi này phương khác luân hồi qua lại chịu các khổ rất nặng không được thoát khỏi. Khi kiếp lửa nước gió cõi này nổi lên thì chuyển rời vào trong địa ngục lớn ở phương khác, khi kiếp lửa nước gió ở phương khác nổi lên thì chuyển rời vào trong địa ngục lớn cõi này. Xoay chuyển như vậy trải qua vô số kiếp, chịu khổ rất khó chịu trong địa ngục lớn. Tội hại pháp của người kia thế lực của nghiệp yếu dần, từ địa ngục ra, đọa trong lại xúc sanh, lần lượt cõi này phương khác như trước, luân hồi nhiều kiếp chịu các khổ kịch liệt. Tội của người kia hại pháp thế lực mỏng dần, thoát khỏi nèo xúc sanh, đọa trong nèo ngạ quỳ, lần lượt luân hồi cõi này phương khác chịu các khổ rất nặng, trải vô lượng kiếp nghiệp hại pháp của người kia thế lực còn lại sắp hết thoát khỏi nẻo ngạ quỷ sanh đến loài người chịu đủ tất cả các khổ nhân gian như là bần cùng hèn hạ ngu si tật bệnh xấu xí vân vân tên phật pháp tăng còn chẳng thể được nghe huống là có thể tinh tấn siêng năng tù các nghiệp lành do các nghiệp ác phá hại tránh pháp nên phải chịu đầy đủ lại quả khổ như thế bấy giờ xá lợi tử bạch phật Bạch Thế Tôn nghiệp hại chánh pháp cùng với ngũ vô gián, hai nghiệp ác này là giống nhau không? Phật bảo xá lợi tử, chớ cho nghiệp này giống ngũ vô gián. Vì sao? Vì nghiệp ngũ vô gián mặc dù chiêu cảm khổ rất nặng nhưng chẳng thể so sánh với nghiệp hủy, bám chánh pháp nghĩa là người kia nghe thuyết bát nhã bà làm mật đa sâu xa vì báng chống đối bát nhã bà làm mật đa như thế chẳng phải là chân thật lời phật dạy không nên tu học chẳng phải pháp chẳng phải luật chẳng phải lời dạy của bậc đại sư do nhân duyên này tội của người đó rất nặng chẳng thể đem so sánh với nghiệp ngũ vô gián xá lợi từ người hại pháp này tự mình hủy báng tránh pháp cũng dạy người hủy báng tự phá hoại thân mình cũng làm hư hoại thân người khác tự mình uống thuốc độc cũng bảo người khác uống thuốc độc tự mình mất quả vui xanh cõi trời giải thoát cũng làm cho người khác mất quả vui xanh trời giải thoát tự dẫn mình bước tới địa ngục lửa cũng làm cho người bước tới, tự mình chìm trong biển khổ cũng làm cho người khác chìm, tự mình không tin hiểu bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng dạy người khác làm cho không tin hiểu mê lầm điên đảo. Giá lợi tử ta chẳng muốn để cho kẻ hại tránh pháp nghe được tên bát nhã bà làm mật đa, huống là giảng thuyết cho họ xá lợi tử, kẻ hại tránh pháp, ta còn chẳng cho các thiện nam tử vân vân. Trụ Bồ Tát thừa nhìn thấy, huống là sẽ cùng ở chung. Xá lợi tử, kẻ hại tránh pháp, ta còn chẳng cho mặc áo cả sa, huống là thọ nhận sự cúng dường. Vì sao xá lợi tử? Vì kẻ hại tránh pháp đã trông loài đen tối, như phân thối nát, như con ốc sên nhờ nhớp, như người bệnh hồi quá nhầm gớm. Những người tin dùng lời của kẻ hại pháp cũng bị khổ lớn như trước đã nói. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn do duyên nào? Thế Tôn chẳng nói người hại tránh pháp đời sau chịu thân ở nẻo ác bao nhiêu nữa. Phật bảo xá lợi tử. Thôi, chẳng cần nói số lượng thân nẻo kia. E người hại tránh pháp nghe xong kinh hoàng, tâm buồn giàu như chúng tên độc, thân khô héo dần như mạ bị cắt đứt gốc. Người kia nếu nghe việc kia sẽ ói máu nóng chết mất hoặc đau khổ gần chết nên ta chẳng nói số lượng thân ở nẻo kia xá lợi tử bạch. Bạch Thế Tôn cú xin Thế Tôn nói để làm lời gian dạy rõ ràng cho đời sau. Phật bảo xá lợi tử, ta trước đã nói kẻ kia nhiều kiếp chịu khổ, đủ làm lời gian dạy rất rõ ràng cho người đời sau. Đời sau chính hạng thiện nam tử, thiện nữ vân vân. Nghe ta trước đã nói quả báo về hại tránh pháp, tha xa bỏ thân mạng nhất định chẳng hủy bán pháp, chớ để cho đời sau chịu khổ lâu dài. Khi ấy thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn có các thiện nam tử vân vân thông minh nên giữ gìn tốt nghiệp thân khẩu ý người kia lẽ nào chẳng do lời nói ác nghiệp nên chịu khổ lâu dài trong nẻo người xấu ác Phật dạy thiện hiện đúng như vậy đúng như vậy trong tránh pháp tỷ nại gia của ta sẽ có các kẻ ngu si xuất gia kẻ đó mặc dù tôn xưng là đại sư của họ nhưng hủy báng chống cự bát nhã bà làm mà ta sâu xa của ta giảng thuyết Thiện hiện nên biết nếu người hủy báng bát nhã sâu xa thì chính là hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu người hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì chính là hủy báng chư Phật ba đời. Nếu người hủy báng chư Phật ba đời thì chính là hủy báng trí nhất thiết trí. Nếu người hủy báng trí nhất thiết trí thì chính là hủy báng pháp. Nếu hủy báng pháp thì chính là hủy báng tăng. Nếu hủy bán tăng thì tạo tác vô lượng tội nghiệp, nếu người tạo vô lượng tội nghiệp thì chịu vô biên khổ báo. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật Bạch Thế Tôn người ngu si kia có bao nhiêu nhân duyên nên mới hủy báng chống đối bát nhã sâu xa? Phật bảo thiện hiện Do hai nhân duyên, một là bị tá ma làm mê hoặc, hai là chẳng thể tin hiểu pháp sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, do bốn nhân duyên nên hủy báng chống đối bát nhã sâu xa một là bị bạn ác dối gạt hai là chẳng thể siêng năng tu thiện pháp ba là ôm ấp tâm xấu ưa tìm lỗi của người khác bốn là ganh ghét khen mình chê người do đủ các nhân duyên này nên người ngu si kia hủy báng chống đối bát nhã ba la mật đa sâu xa phát khởi vô biên nghiệp ác rất nặng khi ấy thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn, người ngu si kia chẳng siêng năng tinh tấn, nên thật khó tìm hiểu bát nhã bà làm mật đa sâu xa Phật đã thuyết. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, cụ thọ thiện hiện Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bát nhã bà làm mật đa như thế, vì lẽ gì rất sâu xa, rất khó tin hiểu. Phật bảo thiện hiện, sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở, vì sao? Vì sắc lấy không tánh làm tự tánh. Thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở, vì sao? Vì thọ tưởng hành thức đều lấy không tánh làm tự tánh. Lại nữa thiện hiện giới hạn trước giữa sau của sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì giới hạn trước giữa sau của sắc đều lấy không tánh làm tự tánh. Giới hạn trước giữa sau của thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì giới hạn trước giữa sau của thọ tưởng hành thức đều lấy không tánh làm tự tánh. Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu chẳng tinh tấn thì rất khó tin hiểu. Phần bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Sắc thanh tịnh, nên quả cũng thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, nên quả cũng thanh tịnh. Lại nữa thiện hiện, sắc thanh tịnh, tức là trí nhất thiết thanh tịnh trí nhất thiết thanh tịnh nên sắc cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của sắc này cùng với sự thanh tịnh của trí nhất thiết, từ xưa đến nay không hài, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của thọ tưởng hành thức cùng sự thanh tịnh của trí nhất thiết từ xưa đến nay không hài, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại.